bò làm đầu ngày 2 á, ngày 26 tháng 4 Khánh Hòa đó, bò làm à, bò làm chung tới mấy tờ rồi, rồi bữa nay bây giờ nữa là 6 tờ, bò làm là 6 tờ, 6 tờ rồi hả? À, anh em có trúng tờ đó hả? Vậy là ông Quân con kìa, nó mượt không ạ? Ờ, qua ông ở sân banh này ông trúng là 2 tờ đầu tối, rồi hôm qua con đưa em 3 tờ nữa là 6 tờ hay đâu 6 tờ đưa coi hư 6 tờ hay sao rồi đít cái tao là bao nhiêu tiền đó? Hơi trăm à? Trăm. Nếu mà trúng dây bả á, bữa ngon, dây bả là 200. Hồi bữa em xếm vô dây nhất cái chưa? Đâu? Sắp. Em sắp nè, ủa trúng tôm máu nữa nè, hồi bữa tôm máu nữa nè. Tôm máu qua đợi đang lét nè. Sắp. À đó, với số này 35 một sắp đây. Ủa. À, bữa anh mua hết luôn ở đây. Hồi bữa còn có một giá mà. Như nè. 35 nè. Tợ này cái bả mấy cái tợ nữa nè. Đâu đâu. Ngon lành. Rồi trúng tiền nhanh đi. Trúng tiền tiền mép. Lấy hai tờ của tôi đưa tấm chọc. À đưa anh tấm chọc. Chiều nay vô nữa đặc biệt luôn, ngon luôn. Vậy nhất cũng được 30 triệu. Hôm qua tôi mua thêm tờ năm nay nè. À hôm qua vẫn có mua hơi tờ là mà trúng tờ nữa hả? Trúng tờ chứ. Con gì đâu có đặt tiền, con về mua con nát không? À đó. Có gì 30. Đâu. 31 thứ 10. 31 thứ 10. Chị muốn bolo nó xong mà coi tài tiền nha. Bolo. Dạ là hôm qua anh mua ở đây à? Mua đại tôi gái đậu chứ đậu được. Đâu. Con gì đậu đâu tông đậu ấy. À đúng đậu có trúng là đậu đâu. Cảm ơn nha. Không đóng luôn. Hai ba lăm. Một tờ. Hai tờ. Ba lăm. Ba tờ. Dạ siêu xe. Ba tờ các chìa khóa đâu đó. Món quà, chân quà, cánh quà đó về mua nhẹ nhậu. Ở chân quà rồi về nướng quà. Sao tá tới làm gì cũng còn. Cánh quà đó. Bốn tờ. Năm tờ. Sáu tờ. Quá. Tao giữ về. Hơi này. Bốn nè. Sáu tờ đúng rồi. Xa nè, tóm tờ hết. Tóm tờ hết. Ủa. Thấy bà thấy vậy. Rồi nè, tóm tờ, tóm lại cho số trúng nha quý vị anh chị. 35 là nhiều. À 35, 35 6 tờ. 35 6 tờ 81. Anh chị, 35 nè, 6 tờ nè, ngày hơn 16 tháng 4 nè. Đó, 35 6 tờ còn tóm máu hơi tờ. À tóm tờ thôi rồi lấy gắn đi lấy dẹp là đi đó. Tóm máu nè anh chị. Tóm máu đang lát ngày hơn 15 tháng 4 nè. À, đang lé à, tôm mười mốt hơi tờ rồi 35 là ngày 26 tháng 4 đó là 6 tờ là thành tóm tờ nha anh chị, em đổi là tóm tờ với số trúng giữa là với tóm 100 ngon rồi thôi thì để em lấy cái điện thoại em mở cho anh chị mình xem luôn à, anh chị đó ngày 26 tháng 4 ở Khánh Hòa 35 anh chị thấy không? À, 35 này em đưa vô đây cho anh thêm thấy rõ hơn nè đó. Đó. Bò làm này Khánh Hòa này hôm nay em đổi hôm nay là 6 tờ nha anh chị, em 6 tháng 4 hơn 2023 bò làm thấy không 6 tờ đó, em bón đi em bón 5 tờ đó. Rồi để coi cái đài mà số tôm mốc thử cái đài lát đây ngày 25 đây đầu tôm mốc nè anh chị đó. Ngày 25 tháng 4 đang lát 2 tờ là thành tóm tờ nha anh chị đó thấy không. Rồi thì hôm nay em cũng quay video là ngắn cho anh chị thôi đó, dây số là hôm nay em bón là giờ này em cũng sắp trả ra nha anh chị, dây số rất là nhiều đó, số còn hôm nay cái này quán trị ngày 27 tháng 4 là số rất là nhiều nha anh chị đó, bây giờ đem trả uổng nha anh chị, giờ em sẽ đếm số này rồi xong rồi chứ bón ngày 3 giờ là chắc gửi người ta 3 giờ gửi người ta nha anh chị đó, là quỷ số nha anh chị. Đó, ổn lắm quá trời em thấy ghiền luôn nhưng mà để hết cái này đó, rất là nhiều tiền từ mấy trăm vé nè cái đây xóa 400 vé nữa 500 vé cho 500 vé nha anh chị 500 vé là cho nên nhiều lắm đó. Số nào thấy cũng ngon hết không biết lấy số nào hết hôm qua em cũng để 3 tờ mà lên đường luôn đó. Rồi hôm nay thì em cũng không biết lấy số gì xong có mấy người kiếm số thôi có cái ông kia ông kiếm số
kim số tâm la như vậy, kim số tâm la mà không có số tâm la, có tâm 6 mà ông không lấy, có tâm 6 nếu ông lấy con số tâm 6 thì coi lấy con đây tâm 6 lên tờ đi. Cái chỗ kia ông kiếm số tâm la không có nha chị, mà tâm 6 không lấy này, mình nói ông lấy tâm 6 không lấy, thôi bây giờ mình lấy con số 3 09 3 86, 3 09 3 86 nha anh chị. Rồi video đến đây cũng xin tạm dừng nha anh chị, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã ủng hộ kênh YouTube của em nha anh chị. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha.